Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần trên sóng của kênh YouTube cũng như trên kênh Facebook. Và buổi điểm tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng phân tích nhận định tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có một vài góc nhìn xu thế chung của thị trường trong tuần tới, tức là tuần từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 4 năm 2019. Thì bản tin của chúng ta thì vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ có những cái phần điểm tin. Tuy nhiên trong bản điểm tin ngày hôm nay thì đầu bản điểm tin Hùng có chia sẻ với quý anh chị nhà đầu tư một cái góc nhìn về cái cách quản trị rủi ro danh mục cũng như cái cách mua. Tại sao Hùng lại nói như vậy? Thì bởi vì là trong cái giai đoạn vừa qua và trong cái thời gian vừa qua thì Hùng lên nhận được rất nhiều những cái hình ảnh các anh chị đã chụp cái hình ảnh tài khoản của các anh chị và gửi về cho Hùng Lê nhờ Hùng Lê tư vấn. Và Hùng Lê có nhận thấy rằng là tất cả những cái tài khoản đấy thì đều có một điểm chung. Điểm chung thứ nhất đó là các anh chị mua quá nhiều các mã cổ phiếu. Có những tài khoản Hùng Lê tính đến ở trong tài khoản có khoảng tầm 10 mã cổ phiếu. Có tài khoản thì đến 15 mã cổ phiếu và thậm chí là có những tài khoản thì chúng ta mua rất nhiều cổ phiếu. Dẫn đến một cái việc là cái việc mà chúng ta quản trị rủi ro ở trên cái danh mục cổ phiếu thì nó sẽ rất là phức tạp. Và một cái lỗi nữa mà Hùng Lê có nhận thấy đấy là cái việc mà các anh chị phân bổ dòng tiền, các anh chị phân bổ dòng tiền ở trong 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 danh mục tài khoản của mình. Các anh chị chờ Hùng Lê một tí, tại vì hiện tại thì tín hiệu âm thanh hình như có vẻ nó đang có vấn đề. Nó đang có vấn đề một chút thì Hùng sẽ chỉnh lại. Ok, khả năng là ok rồi. Đó thì là trong cái phân bổ danh mục của các anh chị thì các anh chị mua với cái tỷ trọng cổ phiếu Hùng Lê thấy nó không ổn, nó không ổn. Thế thì đầu tiên mà trước khi mà Hùng đi vào phân tích thì Hùng sẽ lấy luôn trên chính trên 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 chính một cái tài khoản lướt của Hùng Lê đây để cho các anh chị chúng ta xem. Chúng ta sẽ vào mục quản lý tài sản, quản lý danh mục và số dư chứng khoán. Đây đây là một cái tài khoản lướt của Hùng Lê, đây là một cái tài khoản demo, demo để cho các anh chị xem. Thì cái thứ nhất đấy là cái danh mục mà chúng ta ở trong một cái tài khoản của chúng ta thì chúng ta chỉ nên từ 3 đến 5 mã cổ phiếu. Tại sao Hùng Lê lại nói như vậy? Tối thiểu là 3 mã cổ phiếu, bởi vì khi chúng ta dồn tất tiền của chúng ta vào trong trong một cái mã cổ phiếu thì như thế có nghĩa là chúng ta đã đánh đổi toàn bộ cái rủi ro tài khoản của chúng ta lên một doanh nghiệp mà chúng ta hầu hết là tất cả các nhà đầu tư của chúng ta không thể thẩm định được cái doanh nghiệp đó nó là tốt hay là nó xấu. Đa phần là chúng ta đánh theo kỹ thuật, đa phần là chúng ta đánh theo kỹ thuật, dẫn đến một việc là khi mà chúng ta đánh theo kỹ thuật thì chúng ta chỉ tìm hiểu các cái yếu tố kỹ thuật, đôi lúc nó bị sai. Và dẫn đến một việc nếu chúng ta chỉ đầu tư một mã cổ phiếu, tức là toàn bộ tài sản của chúng ta đã đổi lấy một cái rủi ro rất lớn, đấy là rủi ro 100%. Tuy nhiên khi các anh chị mua phân bổ ra đều 3 mã cổ phiếu thì như thế có nghĩa là gì? Nếu như chúng ta gặp rủi ro thì chúng ta chỉ gặp rủi ro 30% trên một cái mã cổ phiếu. Đó. Vậy thì tối thiểu các Hùng Lê lưu ý với các anh chị là tối thiểu là chúng ta có 3 mã cổ phiếu trong tài khoản của các anh chị. Dù các anh chị đầu tư 10 triệu, 100 triệu hay 1 tỷ thì chúng ta cũng phải phân bổ cái việc đó nó rất là rõ ràng. Bởi vì có một số các anh chị có hỏi Hùng là thế Hùng Lê cho mình hỏi là 50 triệu có đầu tư được không? Ok, 50 triệu chúng ta đầu tư được, 10 triệu chúng ta đầu tư được, 100 triệu, thậm chí 1 tỷ, tất cả một cái số vốn ban đầu chúng ta đều đầu tư được. Vấn đề là chúng ta cần phải quản trị rủi ro danh mục thì tối thiểu trong một cái tài khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường chứng khoán cơ sở chúng ta có tối thiểu là 3 mã cổ phiếu. Các anh chị lưu ý lại giúp Hùng Lê. Và 3 mã cổ phiếu này thì các anh chị nên chia đều tiền, chúng ta không có ưu tiên mã nào hơn mã nào. Tức là khi chúng ta vào lệnh thì chúng ta không thể tiên lượng được cái mã A nó tốt hơn mã B hay nó tốt hơn mã C, là chúng ta chia bằng tiền nhau. Đấy là tối thiểu là 3 mã cổ phiếu. Tối đa Hùng Lê khuyến nghị với các anh chị trong danh mục chúng ta chỉ nên có 5 mã cổ phiếu. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là với 5 mã cổ phiếu thì khi thị trường chúng ta có biến động, chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được. Ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi chúng ta đều có thể xử lý được. Đó.
Và chúng ta với 5 mã cổ phiếu thì chúng ta hoàn toàn quan sát được, theo dõi được cái cách khớp lệnh ở trong phiên để chúng ta đưa ra được cái chiến lược là chúng ta nắm giữ tiếp mã cổ phiếu hay là chúng ta sẽ bán mã cổ phiếu đó đi. Đó, chúng ta phải bán đi hay là chúng ta giữ tiếp. Và cái việc mà chúng ta phân bổ dòng tiền, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, chúng ta phân bổ dòng tiền thì chúng ta cố gắng chia đều cho 5 mã cổ phiếu. Những mã cổ phiếu chiến lược, đây Hùng Lê sẽ lấy ví dụ luôn cho các anh chị thấy ở trên cái cách phân bổ vốn của Hùng Lê. Trong cái bản tin, trong những cái khuyến nghị của Hùng Lê ở dành cho các anh chị là những anh chị đã chuyển về tài khoản, đã chuyển về đầu tư, mở tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc là tại công ty chứng khoán Tân Việt. Đây là cái room, đây là room hỗ trợ khách hàng tại VPS, thì đây là một cái room chuyên sâu của Hùng Lê. Thì trên đây Hùng Lê đã có khuyến nghị cho các anh chị những mã cổ phiếu chiến lược để chúng ta đầu tư. Thì những mã cổ phiếu chiến lược đó là những mã cổ phiếu nào, Hùng Lê cũng đã phân tích ở trong bản tin tuần trước, đấy là cổ phiếu ba con A. Thì đối với cổ phiếu ba con A, các anh chị có thể thấy rằng là cái số lượng cổ phiếu thì chúng ta không quan tâm, nhưng chúng ta sẽ quan tâm đến cái giá trị chúng ta đầu tư. Ở đây ví dụ chỗ này là 35.2, các anh chị có thể thấy đây là giá vốn 35.2. Cổ phiếu chiến lược thứ hai mà Hùng Lê cũng đã phân tích liên tục cho các quý anh chị nhà đầu tư, đấy là cổ phiếu GEG. Và cũng hoàn toàn tương tự như vậy, thì ở đây Hùng phân bổ vốn là 34.28. Thì cái việc 35 đến 34 các anh chị nó xem nhau. Ok, một mã thứ 3, đấy là mã HII. Thì ngày hôm nay Hùng Lê tiếp tục mua tiếp cổ phiếu này, bởi vì Hùng Lê thấy có những tín hiệu, tức là cái cách mua của Hùng Lê luôn có mua gom, mua bổ sung và mua hết. Thì đấy là cái cách mà chúng ta trending ở trên tài khoản. Thì hôm nay đã mua thêm lượng ở đây, tức là chỗ này là 31.5. Đó, vậy thì các anh chị có thể thấy rằng ba cái mã chủ lực ở đây, trong cái việc mà Hùng Lê trending, Hùng Lê xác định đây là ba cái mã chủ lực trong tài khoản của mình, thì các anh chị có thể nhìn thấy được cái lượng Hùng Lê phân bổ vốn nó gần như là ngang nhau các chị. Và thêm một mã nữa, chủ lực nữa mà Hùng cũng đã phân tích cho các anh chị, đấy là LCG. Thì LCG Hùng không có để ở trên tài khoản lướt này, Hùng để ở tài khoản TVSI. Hùng sẽ cho các anh chị thấy luôn cái cách mà chúng ta phân bổ và những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê khuyến nghị cho các anh chị thì cũng là những mã cổ phiếu nó có trong danh mục đầu tư của Hùng Lê. Tại sao lại như thế? Bởi vì bản chất Hùng đã chia sẻ rất là chân thành và rất là kỹ với tất cả các anh chị em những cái góc nhìn của Hùng Lê, đó là những cái góc nhìn về đầu tư. Các anh chị lưu ý là những góc nhìn từ nhà đầu tư chứ không phải là góc nhìn từ nhà môi giới. Dẫn đến cái việc là các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là tại sao Hùng Lê lại mời các anh chị về đây để đầu tư. Đấy là việc không phải là vì Hùng Lê muốn các anh chị về đây để Hùng Lê thu phí, mà các anh chị về đây tức là các anh chị đã cùng với Hùng Lê đồng hành trên một cái con đường mà chúng ta đã lựa chọn, chỉ đơn giản và như thế. Và tất cả những anh chị em có gửi tin nhắn cho Hùng Lê đề nghị Hùng Lê thu phí hàng tháng, Hùng Lê không có thu phí. Đấy là chắc chắn một điều như thế, và từ bây giờ và đến mãi mãi về sau thì vẫn là như thế, chắc chắn một điều như thế. Chúng ta quan điểm của chúng ta rõ ràng từ đầu, đấy là chúng ta cùng xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư. Ok, mã LCG các anh chị cũng có thể thấy rằng đây, giá trị ở đây là 35.0035, coi như 35. Vậy thì các anh chị có thể so sánh được là cái việc mà Hùng phân bổ cái vốn ban đầu, gần như những cái mã cổ phiếu chủ lực chúng ta phân bổ rất bằng nhau. Đó, chúng ta phân bổ rất bằng nhau. Chỉ có những cái mã này, ví dụ mã TGG thì Hùng cũng đã chat ở trên room, đúng không ạ? TGG là mã cổ phiếu vơ bèo vừa tép, đấy là cái mã cổ phiếu trà đá. Chúng ta nên đầu tư, đây chỗ này chỉ có khoảng tầm 10 chấm, đấy mà bây giờ đã lãi được khoảng tầm 10%. Đó, thì với một cái lượng lãi như thế này thì xin thưa với các anh chị là chúng ta hoàn toàn có thể đủ tiền đi uống trà đá. Và nó đúng nghĩa với việc là cổ phiếu trà đá thì chúng ta sẽ đầu tư trà đá. Đó, và cổ phiếu TLH, tại sao đến thời điểm này Hùng Lê vẫn chưa bán? Các anh chị có thể xem các cái bản tin live stream liên tục của Hùng Lê thì vẫn là 4.000, và hiện tại ở đây đang là 22, giá vốn đang là 22.43. Thì đối với TLH, Hùng Lê liên tục phân tích đây là những cái điểm mua gom của Hùng Lê, và dự kiến cái số lượng Hùng Lê có thể mua
đối với TLH là khoảng tầm 12.000 cổ phiếu. Thì hiện tại Hùng Lê đã thực hiện cái động tác thứ nhất, 1/3 số định mua, đấy là số mua để lấy vị thế. Khi nào cổ phiếu phát đi những tín hiệu tiếp theo, Hùng Lê tiếp tục tăng thêm 4.000 nữa. Và khi nào cổ phiếu thoát hoàn toàn lên một cái kênh xu thế tăng giá thì Hùng Lê tiếp tục mua hết. Đó. Vậy thì ngày hôm nay Hùng Lê muốn chứng minh cho các anh chị là gì? Trên cái việc mà chúng ta, cái việc thị trường, đấy là cái câu chuyện chung của thị trường, nhưng cái câu chuyện tài khoản của chúng ta, đó mới là điều quan trọng nhất. Các anh chị, có những anh chị đầu tư, Hùng Lê có nhìn thấy những cái tài khoản đầu tư 300 triệu, 500 triệu, nhưng tổng trên danh mục của các anh chị vẫn bị lỗ. Đó, tổng trên danh mục các anh chị vẫn bị lỗ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phân bổ vốn quá nhiều vào cổ phiếu, bởi vì chúng ta phân bổ vốn không đồng đều, bởi vì chúng ta phân bổ vốn không có cái cách quản trị rủi ro, không có cách mua, dẫn đến cái việc là tài khoản của chúng ta vẫn bị lỗ. Đó. Và thêm một cái ý nữa thứ hai Hùng muốn chia sẻ, ngoài việc chúng ta quản trị rủi ro, quản trị điểm mua tốt, thì chúng ta còn có một cái yếu tố rất quan trọng, mà cái yếu tố này gần như 100% các nhà đầu tư của chúng ta đều mắc phải. Đó là chúng ta cố chấp với thị trường, chúng ta cố chấp với mã cổ phiếu. Đó. Và khi cố chấp như vậy thì chúng ta luôn nuôi một cái hy vọng rằng là cổ phiếu hôm nay giảm thì ngày mai nó sẽ tăng lại, ngày kia nó sẽ tăng lại và một tháng sau nó sẽ tăng lại. Nhưng xin thưa với quý anh chị nhà đầu tư, chúng ta có những mã cổ phiếu một đi không trở lại và chúng ta phải ôm hận, và rất nhiều những nhà đầu tư phải ôm hận đến một cái mức lỗ từ 50%, 60%, thậm chí 70-80%. Và khi chúng ta bị lỗ như vậy thì chúng ta lại quay lại, chúng ta trách móc môi giới. Đó, chúng ta trách móc những người xung quanh, chúng ta trách móc thị trường, chúng ta đổ lỗi cho thị trường rằng là thị trường chứng khoán là một cái nơi cờ bạc, một cái kênh cờ bạc, một cái nơi để dụ dỗ những nhà đầu tư chúng ta đốt tiền. Đó. Thì với nhiều cái góc độ quan điểm, khi chúng ta đầu tư thành công thì chúng ta cho rằng thị trường chứng khoán là một cái kênh đầu tư tốt. Nhưng ngược lại, khi chúng ta bị thua lỗ, chúng ta đổ lỗi cho tất cả những cái gì nó đang diễn ra. Thì Hùng Lê khuyên các anh chị là chúng ta hãy nhận tất cả những cái lỗi đó về mình. Chúng ta đừng có đổ lỗi cho người khác và đừng có đổ lỗi cho thị trường. Chúng ta cần phải ghi nhớ những cái sai lầm của mình, những cái thất bại của mình, để sau đó chúng ta sẽ đứng lên từ những cái điểm đó. Và nói như vậy thì Hùng sẽ chứng minh luôn cho các anh chị thấy là một cái cách mà Hùng Lê thay đổi cái danh mục tài khoản của Hùng Lê rất là nhanh. Nếu những anh chị nào xem bản tin số 50 tuần trước thì có thấy ở trong danh mục của Hùng Lê có mã cổ phiếu KDF. Đúng không ạ? Và hiện tại thì bây giờ KDF đã mất tích ở trong cái danh mục của Hùng Lê. Thì đây, các anh chị có thể, Hùng sẽ chứng minh cho các anh chị luôn. Tức là chúng ta đừng có chống lại xu thế của thị trường. Chúng ta hãy hành động theo xu thế của thị trường. Và đối với mã cổ phiếu cũng hoàn toàn là như vậy. Thì Hùng sẽ mở lại cái mã cổ phiếu KDF cho các anh chị xem. Trong tuần vừa qua, KDF đã, Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua KDF ở vùng 26 đến vùng 27.5. Đây chính là cái vùng mà Hùng đã khuyến nghị ở trên room cho các anh chị mua. Và trong tuần vừa qua thì đây là phiên ngày, các anh chị có thể thấy đây là phiên ngày mùng 2 tháng 4, KDF đã có một phiên rơi rất là mạnh. Thì ngay lập tức khi có những cái biến động ở đây, mục tiêu của Hùng Lê phân tích là trong nhịp này KDF đã chạm về vùng 34 đến 35. Và khi chạm đến về vùng 34 thì Hùng luôn sẵn sàng, các anh chị lưu ý, Hùng luôn sẵn sàng bán KDF mọi lúc mọi nơi. Và đây là lịch sử lệnh, Hùng đã chứng minh cho các anh chị luôn. Ngày mùng 2 tháng 4, khi Hùng Lê thấy có những tín hiệu bất thường đối với cổ phiếu này, thì với 1.500 mã cổ phiếu thì Hùng Lê đã khớp bán ngay lập tức ở vùng giá 33.6. Và ngay sau đó thì Hùng Lê có cover lại 500 cổ phiếu ở vùng giá 28.9. Tuy nhiên nó không khớp. Đây, ngày mùng 2 tháng 4, KDF và Hùng đã ra KDF ở vùng 33.6. Hùng không ra được ở vùng giá 34, nhưng ở vùng 33.6. Hùng Lê thấy có những tín hiệu xấu, và ngay lập tức Hùng Lê hành động, Hùng Lê không có bám đuổi theo mã cổ phiếu này nữa. Và có thể sau khi bán xong thì nó có hai kịch bản. Một là cổ phiếu sẽ down rất là mạnh. Ok, nếu cổ phiếu xuống rất mạnh thì chúng ta vui vẻ rằng là chúng ta đã chốt lãi đúng thời điểm. Nếu sau khi bán xong cổ phiếu tiếp tục lên và thậm chí tăng qua cái vùng 33.6 thì chúng ta cũng vui vẻ rằng chúng ta đã có một mức lợi nhuận là khoảng 22%.
22% từ vùng 27.5 và chốt 33.6 là chúng ta đã có mức lợi nhuận 22%, thì chúng ta sẽ dành những cái phần lợi nhuận còn lại cho những nhà đầu tư đến sau. Các anh chị luôn vui vẻ như thế đi, các anh chị đừng có khó chịu. Thì tự khắc là trong quá trình đầu tư của chúng ta cho lộc đi thì chúng ta sẽ nhận lại những mã cổ phiếu khác. Cũng có những nhà đầu tư khác bán cho chúng ta thì chúng ta mới có mà mua, và chúng ta mua xong thì chúng ta có lãi. Đó, ví dụ như thế, đúng không ạ? Đó, ví dụ như là sau khi mà bán xong thì Hùng ngay lập tức là những cái mã cổ phiếu chiến lược mà Hùng đã phân tích cho các anh chị, thì ngay lập tức là Hùng đã đưa nó về tài khoản đó. Thì ví dụ như là cổ phiếu TGG chẳng hạn, đúng không? Hùng mua xong có lãi thì coi như là mình nhận lộc của người, mình tán cái lộc đó đi để mình nhận lại những cái lộc khác. Hoặc là ví dụ như cổ phiếu GEG đó, hiện tại đang được lãi 6,74%, thì sau khi mình chốt KDF xong thì mình lại có tiền để mình quay vòng vốn lại những mã cổ phiếu khác. Các anh chị lưu ý như thế. Đó, cái vòng quay tài sản nó liên tục như thế, liên tục như thế. Thế thì chúng ta đừng có nuối tiếc cái gì cả. Và chúng ta ngoài cái việc, cùng lên lưu ý với các anh chị là ngoài cái việc chúng ta quản trị rủi ro ra, thì quản trị điểm mua ra, thì chúng ta hãy nương theo xu thế chung của thị trường, chúng ta đừng có chống lại xu thế của thị trường. Cũng như các mã cổ phiếu cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Khi mã cổ phiếu có những cái tín hiệu bất thường, có những biến động bất thường thì chúng ta lập tức chúng ta rời bỏ nó. Ok. 16 phút trôi qua thì Hùng Lê có chia sẻ với các anh chị một cái phương pháp, bởi vì trong tuần vừa qua Hùng Lê nhận được rất rất nhiều những cái hình ảnh mà các anh chị chụp tài khoản của các anh chị gửi về cho Hùng Lê, nhờ Hùng Lê tư vấn là cover lại, nhờ Hùng Lê tư vấn là setup lại và cơ cấu lại danh mục. Thì Hùng Lê thấy có những cái điều đó thì Hùng Lê chia sẻ ở đầu bản tin video. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ cùng điểm lại, Hùng sẽ điểm ngắn thôi, bởi vì bản tin ngày hôm nay thì Hùng cũng về thị trường thì Hùng cũng chưa thấy có những cái điều gì đặc biệt, nên là chúng ta cũng sẽ tiếp tục duy trì một cái trạng thái là chúng ta cũng trending hết sức là thận trọng ở trong cái giai đoạn hiện tại. Và những cái mã cổ phiếu có dòng tiền, những cái mã cổ phiếu tốt thì chúng ta sẽ tiếp tục mua và nắm giữ. Đối với VIX thì VIX vẫn là một cái xu thế lình xình đi ngang, và Hùng đang có thể tiên lượng là trong tuần tới thì hiện tại đi ngang như thế này thì cũng rất là khó để tiên lượng tới. Và cái thứ hai nữa là thanh khoản của VIX tiếp tục bị cạn, và một số các chỉ báo kỹ thuật của VIX thì cũng đang cho thấy là cái xu thế chủ đạo của VIX vẫn là một xu thế giảm giá. Đối với VIX, Hùng không khuyến nghị đầu tư. Vinhome thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Vinhome thì rất may là trong tuần vừa qua Vinhome duy trì một cái trạng thái đi ngang để giữ nhịp cho thị trường. Nhưng mà cái quan điểm của Hùng Lê hiện tại thì đối với Vinhome thì cũng là một mã cổ phiếu nó mang tính chất giữ nhịp dẫn dắt, chứ cũng không mang tính chất đầu tư. Và chúng ta cũng có thể kỳ vọng rằng Vinhome sẽ tiếp tục có một cái tuần đi ngang, có một cái tuần đi ngang ở quanh vùng giá 92 ở đây, quanh đi ngang ở đây. Thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát Vinhome. Vinhome cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mà hỗ trợ thị trường. VRE. Đối với VRE thì khi mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị ở trong phiên này ngày thứ sáu đúng không ạ, ngày 29 tháng 3, chúng ta mua tối đa ở vùng giá 34.5 thì khi cổ phiếu về đến tài khoản thì ngày hôm đó đâu đó được khoảng, nếu mà cao nhất thì được khoảng vùng 36. Thì một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là bây giờ có chốt không, thì Hùng Lê vẫn cái quan điểm của Hùng Lê chốt hay không thì nó phụ thuộc vào từng yếu tố của từng anh chị. Nhưng mà khi đó thì Hùng có chat với những anh chị hỏi Hùng là Hùng có khuyến nghị với các anh chị là vùng giá 35. Nếu như tại vùng giá 35 này, tại vùng giá 35 mà VRE không bị thủng, anh chị lưu ý VRE không bị thủng ở vùng giá 35, thì cái dư địa để VRE vẫn quay ngược lại về được đến cái vùng 37.5 đến vùng 38 là vẫn còn. Còn với quan điểm của Hùng Lê thì Hùng Lê luôn luôn hành động theo những cái tín hiệu cổ phiếu, chứ Hùng Lê không có đoán mò. Ví dụ như là nếu như Hùng Lê cầm VRE thì Hùng Lê sẽ sẵn sàng là Hùng Lê sẽ nắm tiếp. Và nếu như VRE gãy vùng 35 chúng ta sẽ bán, chưa gãy vùng 35 chúng ta tiếp tục nắm giữ để có thể chờ chốt những cái vùng target ở tiếp theo. Đó, thì với quan điểm của VRE nó là như vậy. Còn hiện tại thì VRE chúng ta không có mở mua mới. Và Hùng đang tiên lượng rằng là VRE có thể là phiên thứ 2 và phiên thứ 3 tuần tới thì sẽ có một phiên bùng nổ về khối lượng và sẽ đẩy cái cổ phiếu này về qua vùng giá 36. Và tiếp tục hành trình đi lên. Và nếu như cổ phiếu này giữ được nhịp và đánh vượt lại đến về vùng 37 thì cái cơ hội để cổ phiếu này đi tiếp, thậm chí là vượt đỉnh là còn. Các anh chị lưu ý.
Chúng ta cùng điểm qua một số các cái mã cổ phiếu về dầu khí. Hôm nay thì dầu khí rất là tốt. Điểm số của thị trường tăng lên được là nhờ cổ phiếu dầu khí và những cái tín hiệu hiện tại của gas thì đang rất là tích cực. Đối với gas, các anh chị cũng có thể lưu ý Hùng đã có một cái nền tảng phân tích cổ phiếu gas rất là dài ở quanh cái nền tích lũy của nó là vùng 97 đến vùng 100. Nếu như cổ phiếu này thủng ở ngưỡng trên, tức là cổ phiếu này xuyên thủng vùng 100 thì như thế là cổ phiếu sẽ bước vào một cái kênh xu thế tăng giá, một cái trend xu thế tăng giá tốt, đúng không ạ? Và nếu như cổ phiếu mà bị thủng ở vùng dưới, ở đây, nếu mà cổ phiếu bị thủng ở vùng 97 thì như thế là cổ phiếu sẽ phạm phải một cái sai, đó là cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm giá. Thì chúng ta thuần về phân tích kỹ thuật, chính vì vậy nên là chúng ta cần theo những cái tín hiệu cổ phiếu. Và đối với GAP thì đây, trong phiên ngày hôm nay, nếu như những anh chị nào chúng ta có thể quan sát được thì vùng ngày 1 tháng 4 chúng ta có thể mua GAP, bởi vì lúc đó GAP đã đẩy thủng vùng giá 100. Đẩy thủng vùng giá 100 thì như thế đó là một cái tín hiệu tốt của GAP. Còn đối với hiện tại, đối với GAP thì chúng ta không còn tín hiệu mua, không còn những điểm mua và chúng ta sẽ chờ GAP ở vùng 105. Chúng ta sẽ chờ GAT ở vùng 105 và với quan điểm hiện tại của Hùng Lê thì Hùng Lê đánh giá rằng vùng 105 GAT hoàn toàn có thể vượt qua được với dư địa như hiện tại, bởi vì cái lực đánh dòng tiền của GAT đã mở lại, đã tăng giá trở đã tăng trở lại và một số các cái chỉ báo phun kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng xu thế của GAT là đang xu thế hồi và xu thế tăng, và chúng ta sẽ có thể là vùng 105 này cổ phiếu GAT sẽ lình xình ở quanh đây 1-2 phiên và sau đó thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu dòng tiền, và khi GAT mà vượt được vùng giá 105 thì như thế là khi đó chúng ta sẽ tiếp tục xác định cái target của GAT ở những cái vùng giá tiếp theo. Thì các anh chị chờ những tín hiệu này, nếu những anh chị đầu tư GAT thì có thể liên hệ với Hùng Lê, khi có những tín hiệu vượt vùng 105 thì chúng ta có thể liên hệ để có thể nhận các cái tư vấn tiếp theo. Đối với BSR thì vẫn là một vùng tích lũy đi ngang, ở vùng đáy, đấy là vùng 12. Thì hiện tại đối với BSR thì Hùng cũng đang thấy có một lực hồi, tuy nhiên lực hồi này nó chưa đủ mạnh và cũng chưa có những cái động lực để có thể giúp cho cổ phiếu này có thể bứt phá mạnh mẽ. PVS, đối với PVS thì các anh chị lưu ý là trong bản tin tuần trước thì Hùng có đã đề cập đến PVS ở cái vùng nền giá 20.5. Nếu tại vùng 20.5 này PVS không thủng và có những phiên đánh vượt thoát lên để lấy lại dòng tiền thì như thế cái dư địa để PVS tiếp tục tăng và PVS tiếp tục về cái target Hùng phân tích ở đây, đấy là vùng giá 24 vẫn còn. Và rõ ràng một điều là trong tuần vừa qua thì PVS đã có những phiên lấy lại, và đặc biệt phiên ngày hôm nay, đấy là phiên ngày mùng 3 tháng 4, ngày 3 tháng 4 thì gần như PVS đã xác định lại được một cái xu thế, và đến cái xu thế hiện tại của tuần thì Hùng Lê hoàn toàn có thể khẳng định được rằng cái nền từ cái vùng 20.5 và có thể đánh về vùng 24, chạm vùng 24 trong tuần tới đối với PVH là hoàn toàn hiện thực, và như thế là cái kịch bản, Hùng Lê đã bẻ cái kịch bản của PVS sau khi phân tích từ nền 19 lên nền 22 và nền 22 điều chỉnh về nền 20.5 và tiếp tục phân tích về nền 24. Đó, thì các anh chị nên xem các bản tin của Hùng Lê hàng tuần và nên xem hết thì các anh chị mới hiểu được cái cách Hùng phân tích và cái mạch chảy của các cái mã cổ phiếu ở trong đó. Đối với PVD thì cũng hoàn toàn tương tự như thế. Các anh chị có thể nhớ lại, có thể xem lại những bản tin phân tích trước đây của Hùng Lê khi Hùng Lê phân tích PVD ở vùng 15.5. Và target đầu tiên Hùng Lê đưa ra đấy là vùng 19. Và sau khi mà PVD chạm về vùng 19 thì Hùng có tiếp tục phân tích một cái kịch bản, bẻ gãy cái kịch bản thứ hai, đấy là PVD có thể test chỉnh về quanh vùng 18 và sau đó tiếp tục đi lên ở một cái vùng target Hùng đặt cao hơn, đấy là tại vùng 21. Và trong tuần vừa qua thì Hùng cũng đã có nhấn mạnh đến các anh chị ở vùng giá 18, nếu PVD không thủng, trong bản tin tuần trước Hùng đã nhấn mạnh rồi, nếu vùng 18 PVD lấy lại được vùng 18 và có những phiên đánh thoát vượt thoát đi lên thì như thế cái việc mà dư địa từ cái nền 18 này để đi lên cái nền target mà Hùng đã đặt ra ở đây, đấy là quanh nền 21 thì hoàn toàn có thể là thành hiện thực đó. Tín hiệu hiện tại của PVD đang rất là ok và cái xu thế hiện tại của PVD vẫn là một cái xu thế tăng giá. Đối với PVD và PVS, Hùng đánh giá là đang là rất là tốt và tích cực, và có thể trong tuần tới hai cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng giá.
Đối với BVH, rất nhiều các bản tin Hùng đã phân tích rồi. Đối với BVH thì chúng ta, các anh chị chờ Hùng một tí, Hùng bỏ cái đường đỏ này đi. Ôi chết rồi. Hùng sẽ phải đánh dấu lại ngày 29. Ngày 29, cái phiên bản này thì không hiểu tại sao là cái đánh dấu nó rất là khó chịu, mãi không thể đánh dấu được. Đó, ok. Ngày 29 tháng 3, tức là cái ngày này là cái ngày kết kết phiên của tuần trước, thì Hùng các cái bản tin phân tích hàng tuần thì Hùng thường đánh dấu để chúng ta có một góc nhìn về cổ phiếu để chúng ta so sánh ở trong tuần trước với tuần này. Thì đối với BVH vẫn là một mã cổ phiếu giữ nhịp cho đầu tư, giữ nhịp cho thị trường thôi. Khả năng thì đấy, BVH chạm kênh dưới, tức là chạm khoảng vùng giá 93 đến 93.5 thì BVH lại có những phiên bật lên. Đối với BVH chúng ta không khuyến nghị để đầu tư. Vinamilk. Đối với Vinamilk thì trong các bản tin phân tích trước thì cũng có đề cập đến cái vùng giá 135. Đấy là một cái vùng nền tích lũy của Vinamilk, và sau khi Vinamilk có một phiên đánh vừa thoát lên quanh vùng 135 thì Vinamilk đã có những phiên đánh trả lại. Và với những tín hiệu hiện tại như thế này của Vinamilk thì nó lại đang xấu. Tức là nó bị gãy như thế này, nó lại đang xấu. Ít nhất là Vinamilk, nếu như Vinamilk không xấu thì Vinamilk trong tuần vừa qua Vinamilk phải giữ được vùng giá 138. Tuy nhiên là vùng 138 Vinamilk đã không giữ được, và trong phiên ngày hôm nay thì Vinamilk đã thủng với vol cũng khá là lớn. Tín hiệu hiện tại như thế thì nó sẽ làm giảm cái tín hiệu đi, và như thế thì Vinamilk lại bắt đầu quay sang một cái trạng thái lình xình. Có thể là một cái trạng thái lình xình hoặc là có thể là một cái trạng thái đi ngang, lại tiếp tục đi ngang quanh vùng giá 135. Ok, Vinamilk không có những điểm nhấn ở trong phiên ngày hôm nay. Chúng ta cùng xem SAB. Đối với SAB vẫn là một xu thế đi ngang, ở vùng giá hỗ trợ của SAB vẫn là quanh vùng giá 250 ở thời điểm hiện tại. Không có những dấu ấn đặc biệt đối với mã cổ phiếu này, vẫn là một xu thế đi ngang đối với cổ phiếu SAB. Chúng ta cùng điểm qua mã VDC. Đối với VDC, xuyên suốt tất cả những cái bản tin tuần trước thì Hùng đã có đề cập đến một cái kịch bản là VDC sẽ tiếp tục rơi. Và các anh chị cũng có thể thấy rằng đóng cửa phiên trùng trước VDC ở quanh vùng giá 117, và hiện tại VDC đã về đến vùng 112.8. Như thế là VDC cũng đã có một mức giảm tương đối là mạnh, và với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng cũng đang cho thấy rằng VDC sẽ tiếp tục giảm giá. Và những anh chị lưu ý là chúng ta đang nắm giữ VDC thì chúng ta cũng khẩn trương là chúng ta rời bỏ mã cổ phiếu này. Như đầu tiên của bản video Hùng phân tích là chúng ta đừng có chống lại xu thế của thị trường, cũng như đừng có chống lại xu thế của cổ phiếu, mà trong quá trình đầu tư chúng ta nên nương theo cái xu thế của thị trường và cũng nên nương theo cái xu thế của cổ phiếu. Đối với Mansan thì trong những bản tin trước thì Hùng có đề cập đến cái vùng hỗ trợ của Mansan khả năng sẽ chỉnh về vùng 80, và từ vùng 80 tích lũy thì bật lên, và trong cái nhịp này thì Mansan đã chỉ chỉnh về đâu đó khoảng vùng 82 và tiếp tục có một nhịp đi lên. Tuy nhiên anh chị cũng có thể thấy rằng là dòng tiền tiếp tục suy yếu vào cổ phiếu này, và một phần nữa thì khi cổ phiếu này lại chạm gần về đến vùng giá 90, đấy là một cái vùng kháng cự, thì cổ phiếu đương nhiên nó sẽ rất là khó tăng, và như thế thì cái xu thế mà lình xình đi ngang hoặc là xu thế giảm giá lại có thể xuất hiện đối với mã cổ phiếu này. Hiện tại thì chúng ta cũng không khuyến nghị đầu tư mã cổ phiếu này. Chúng ta cùng điểm nhanh qua một số các cái mã cổ phiếu ngân hàng. Đối với ACB, ACB hiện tại chưa có những điều đặc biệt. ACB vẫn là một cái xu thế lình trình tích lũy đi ngang ở quanh vùng 29 đến vùng 30. Dòng tiền tiếp tục bị suy yếu cổ phiếu này, và cổ phiếu này thì đúng thật sự là rất là nặng mông. Vẫn chưa thể chạy được, vẫn là một xu thế lình trình đi ngang đối với ACB. Chúng ta cùng xem Vietcombank. Chúng ta sẽ điểm nhanh qua một số các cái mã cổ phiếu. Đối với Vietcombank thì trong cái bản tin tuần trước thì Hùng có đề cập đến kịch bản với những tín hiệu hiện tại thì có thể Vietcombank sẽ đánh chạm về vùng 70. Và xu thế hiện tại của Vietcombank thì một trong hai phiên gần đây thì chúng ta thấy rằng dòng tiền tiếp tục bị suy yếu. Thì cái việc cạn vốn của Vietcombank ở tại thời điểm hiện tại thì nó cũng là một cái dấu hiệu dễ hiểu, bởi vì khi đó Vietcombank đã lên ở một cái tầm rất là cao rồi. Và cùng lắm thì Vietcombank chỉ chạy được thêm một ít nước nữa thôi, và như thế thì cái lợi nhuận của nó cũng không còn được là bao nhiêu nữa. Thì những anh chị mà chúng ta đang cầm Vietcombank thì chúng ta cũng có thể hiện thực hóa lợi nhuận. BID
Đối với BID thì xu thế hiện tại vẫn là một xu thế lình trình đi ngang ở trong tuần vừa qua, có những phiên tăng giảm và dòng tiền lại tiếp tục bị suy yếu về mã cổ phiếu này, thì cái việc của cổ phiếu này đánh vượt đến vùng 40 thì khả năng sẽ rất là khó. Với tín hiệu hiện tại thì Hùng không có đề cao cái việc đó, và cũng có thể là trong phiên tuần tới thì BID lại có thể chạm lại về vùng 34, có thể chạm về vùng 34 và từ vùng 34 hoặc là 34.5 thì BID lại có những cái động thái tiếp theo. Xu thế của BID hiện tại cũng không có gì đáng nói. Chúng ta cùng xem CTG. CTG đối với mã CTG thì hiện tại CTG vẫn đang lình trình ở quanh vùng giá. CTG vẫn ở quanh lình trình ở quanh vùng giá 22, và chúng ta thấy rằng dòng tiền tiếp tục mất hút ở các cổ phiếu ngân hàng nói chung. Ở các cổ phiếu ngân hàng nói chung là gần như dòng tiền đã bị mất hút tất cả các mã cổ phiếu. Và với việc là CTG lình trình ở quanh vùng giá 22, quanh vùng giá 22 đã 2 tuần, thì nếu như tuần tới, các anh chị lưu ý, nếu tuần tới dòng tiền không kích hoạt trở lại và đẩy cổ phiếu này vượt thoát vùng 22 thì vô hình dung là cổ phiếu này lại chuyển dần sang một pha xu thế xấu đối với công thương, các anh chị lưu ý. Chúng ta cùng điểm qua hai cái mã cổ phiếu về ngành chứng khoán. Đối với SSI hiện tại xu thế SSI, ngưỡng hỗ trợ ở đây của SSI là khoảng quanh vùng giá 27, thì khả năng thì SSI vẫn cứ lình trình đi ngang đấy thôi. Dòng tiền không có, và chính vì vậy nên là chúng ta cũng không có nhiều kỳ vọng rằng cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng giá. Có thể SSI sẽ có một nhịp hồi, nhưng nhịp hồi này nó sẽ không mạnh, hướng đây đánh giá không có cao. HCM, đối với HCM thì quan điểm hiện tại đó, từ vùng đỉnh đây thì Hùng vẫn đang giữ một quan điểm tại đối với HCM khả năng cao. HCM sẽ cần phải về lại cái ngưỡng 26, và từ 26 này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu này, và chúng ta cũng chưa có những cái dấu ấn để chúng ta có thể xem xét đầu tư. Và hoàn toàn tương tự như vậy đối với VND thì cũng hoàn toàn tương tự, chúng ta cũng chưa nhìn thấy một cái động lực tăng giá mạnh, và cổ phiếu này thì hiện tại đối với VND thì nó đang khá là xấu, bởi vì nó gặp cái vùng cản 18, vùng 7-18 rất là mạnh, dẫn đến cái việc là để mà cổ phiếu này mà bứt thoát đi lên thì nó còn rất nhiều thời gian nữa, nên là đối với VND chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta không có thể lưu tâm ở trong cái việc này. Ok, Hùng vừa mới điểm qua nhanh gọn một số các cái mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành đầu ngành. Quay trở lại thị trường của chúng ta thì trong bản tin trong bản tin video số 50, bản điểm tin chứng khoán tuần từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4 thì Hùng Lê có đánh giá rằng việc thị trường của chúng ta hồi phục về vùng 980. Việc thị trường của chúng ta hồi phục về vùng 980 không thực sự là thuyết phục. Tại vì sao? Tại vì là khi hình thành và vượt về đến cái vùng đó thì có những cái mã cổ phiếu trụ, đặc biệt là họ nhà VIX đã làm cho thị trường của chúng ta nó không đúng với đúng nghĩa với thị trường, và những cái thông tin đó thì Hùng đã gần như Hùng đã phân tích rất là kỹ ở trên Zoom để cho các anh chị hiểu được là tại sao lại không thuyết phục. Và tại sao lại thuyết phục thì đó là cái lý do mà Hùng đã để cái tiêu đề của bản video từ ngày 1 tháng đến ngày 5 là như vậy. Và rõ ràng một điều là chúng ta cũng có thể thấy rằng trong tuần vừa qua thị trường của chúng ta gần như là một cái trạng thái lình trình đi ngang, cũng khá là khó chịu. Nếu như các anh chị của chúng ta nếu không cầm nắm những cái mã cổ phiếu mạnh hoặc những cái danh mục mạnh thì chúng ta rất là khó chịu với thị trường trong giai đoạn hiện tại. Và cũng có rất nhiều những anh chị là chúng ta cũng chán nản với thị trường. Tuy nhiên với cái cách nhìn của Hùng Lê thì khi thị trường tăng mạnh thì chúng ta sẽ có một cách đầu tư tăng mạnh. Khi thị trường lình trình đi ngang hoặc thị trường không có nhiều cái động lực thì chúng ta sẽ tìm những cái mã cổ phiếu mà nó ít bị ảnh hưởng với thị trường. Ví dụ như KDS chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là Hùng sẽ buổi điểm tin ngày hôm nay Hùng sẽ phân tích thêm một số các mã cổ phiếu. Đó, thì với xu thế hiện tại của VN Index các anh chị lưu ý Hùng vẫn còn nguyên, vẫn vẽ ở đây. Đấy là vùng 985 và đến vùng 1.000 điểm. Đó là một cái nền. Và khi VN Index của chúng ta thủng một trong hai ngưỡng thì xu thế nó sẽ được xác lập. Tức là thủng ở ngưỡng trên thì như thế là xu thế thị trường tốt lên, đúng không ạ?
nếu như thủng xu thế dưới thì như thế thị trường đang xấu đi và chúng ta sẵn sàng để hành động. Còn nếu như VN Index của chúng ta vẫn đi ngang ở trong cái vùng này thì chúng ta chưa có vấn đề gì nó phải lo lắng, tức là vẫn một cái trạng thái lình trình và tích lũy đi ngang đối với thị trường thì chúng ta vẫn có thể cày cuốc được, chúng ta vẫn có thể tìm kiếm những mã cổ phiếu để chúng ta đầu tư. Đó. Thì đối với thị trường chung nó là như vậy. Cái vấn đề thị trường chung ấy, thì nó sẽ quyết định xu thế khá là lớn đến cái xu thế của cổ phiếu. Vì vậy là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải nương theo xu thế của thị trường. Thứ hai là chúng ta phải nương theo xu thế của cổ phiếu, chọn những mã cổ phiếu đẹp, những mã cổ phiếu có dòng tiền. Và thứ ba là chúng ta phải quản trị rủi ro tốt tài khoản của chúng ta. Chúng ta phải lựa chọn những cái điểm mua tốt, đó, danh mục tốt, rồi phân bổ vốn của chúng ta, vân vân và vân vân. Thì để được đầu tư, được thành công ở trên thị trường chứng khoán, chúng ta cần phải có rất rất nhiều các cái yếu tố tổng hợp. Đó. Thì đối với VN Index, hiện tại Hùng Lê đang đánh giá là VN Index của chúng ta đang tiệm cận đến vùng 900. Thì các anh chị lưu ý, 990, xin lỗi cả nhà, 990. Thì vùng 990 này sẽ là một điểm nhấn, sẽ là một bước ngoặt của thị trường. Nếu thị trường vượt thoát được lên trên vùng 990 thì đồng nghĩa với việc là một cái kênh xu thế tăng giá nó sẽ được xác lập. Nhưng nếu ngược lại là thị trường của chúng ta lại tiếp tục thủng vùng 985 thì như thế thì thị trường của chúng ta lại ở một cái pha xu thế nguy hiểm. Và như vậy là chúng ta sẽ Và với xu thế hiện tại của thị trường thì Hùng Lê đánh giá rằng trong tuần tới dòng tiền cần phải được kích hoạt lại nhóm ngành ngân hàng, dầu khí và một số các cái mã cổ phiếu trụ, thì khả năng vùng 990 của chúng ta là hoàn toàn có thể khả thi và khả năng là thị trường sẽ có tiếp một cái nhịp hồi. Và đặc biệt là chúng ta cũng có thể thấy rằng Dow Jones đang có một cái nhịp tăng rất là mạnh mẽ, nhịp hồi sẽ ủng hộ cho thị trường. Ở trên mặt Shanghai, Shanghai cũng đã có một nhịp hồi và nhịp tăng vượt cái đỉnh vừa tạo ra ở đây. Ở Nikkei 225 cũng hoàn toàn tương tự như thế, tức là cái xu thế thị trường thế giới của chúng ta đang khá là tốt, khá là ok. Thì không có lý do gì thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần tới của Việt Nam sẽ được hưởng lợi và sẽ được hỗ trợ bởi những yếu tố này. Còn đối với chỉ số HNX Index thì hoàn toàn tương tự như vậy, đúng không ạ? Chúng ta có một cái nền tích lũy từ vùng 106 đến vùng 108.5. Và hiện tại thì trong tuần vừa qua gần như HNX Index của chúng ta gần như đi ngang và đang tiệm cận về vùng 108 và chúng ta cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Hiện tại thì cái xung lực dòng tiền của HNX khá là ok. Trên một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng chỉ số HNX của chúng ta cũng đang có một nhịp hồi. Còn VN Index của chúng ta thì trên xu thế hiện tại thì đang cũng hoàn toàn tương tự như thế, đang có một nhịp hồi khi mà RSI đã có một không cãi xuống nữa, RSI đã có một nhịp đi lên và một số các cái chỉ báo tín hiệu MACD thì cũng đang tốt dần lên đối với VN Index. Ok, với thị trường chung là như vậy và điều tiếp theo thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái việc là chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục mã cổ phiếu của chúng ta trong tuần, những cái mã cổ phiếu mạnh, những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã liên tục khuyến nghị các anh chị của chúng ta ở trên Zoom. Và Hùng Lê cũng có một cái chia sẻ rất là nhỏ là rất rất nhiều những anh chị em trong tuần vừa qua thì có hỏi Hùng Lê là Hùng Lê bị mất tích đi đâu. Thì Hùng cũng chia sẻ là trong cái thời gian hiện tại thì Hùng cũng đang khá là bận bởi vì đây Hùng đang triển khai cái chương trình, đang hoàn thiện tất cả những cái thông số kỹ thuật để có thể chuyển hóa lại được ở trên cái thị trường Forex, trên thị trường Forex, và đang cài đặt một số các cái phần mềm. Và vì việc là các cái phần mềm này thì nó là phần mềm của nước ngoài, dẫn đến cái việc là các cái tài liệu hướng dẫn của nó thì bằng tiếng Anh, nên Hùng Lê mất rất là nhiều các cái thời gian và Hùng Lê phải nhờ các cái đối tác ở bên đó để người ta cài đặt lại, người ta hỗ trợ, người ta cài đặt lại ở trên giao diện đó. Và Hùng đang test thử tất cả những cái chỉ báo, tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật. Và dự kiến thì khoảng đầu tháng 5 sớm thì sẽ là đầu tháng 5 hoặc là giữa tháng 5 thì sẽ thành lập room hỗ trợ về Forex. Và những anh chị nào đang tham gia thị trường Forex, nếu như có nhu cầu
để về để cùng cùng với Hùng Lê, cùng với Hùng Lê và các cộng sự. Hùng Lê có hợp tác với một anh nữa cũng làm ở trong ngành, thì sẽ cùng phân tích hỗ trợ nhà đầu tư trong việc cài đặt phần mềm cũng như trong việc trending hàng ngày. Đó thì tất cả những cái dự án đó thì Hùng Lê đang làm, và Hùng Lê đang chuyển thể tất cả những cái nền tảng kỹ thuật từ thị trường chứng khoán Việt Nam để chuyển sang thị trường Forex, để chúng ta có thể kiểm nghiệm lại, kiểm tra lại xem là với thị trường Forex thì nó khác nhau như thế nào. Hùng Lê phải liên tục đảo các chỉ báo kỹ thuật và liên tục đảo test liên tục như thế để đưa ra được một cái bộ chỉ báo tốt nhất, để đưa ra được một phương án tốt nhất, và sau đó thì sẽ ra mắt cộng đồng nhà đầu tư. Thì đấy là một cái chương trình Hùng Lê đang dành rất nhiều tâm huyết để làm, và hy vọng là sẽ sớm để thực hiện được. Đó là một cái ước mơ rất là lớn của Hùng Lê. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó có chu kỳ, nó sẽ có những khoảng thời gian thị trường sẽ lên và có những khoảng thời gian thị trường sẽ xuống. Và đối với thị trường Forex thì là chúng ta hoàn toàn có thể lấp những cái khoảng trống. Khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào cái giai đoạn downtrend thì chúng ta có thể sử dụng thị trường Forex để chúng ta trending. Bởi vì đối với Forex thì chúng ta hoàn toàn, nó rất giống với phái sinh của Việt Nam, đó là chúng ta có thể đánh cả chiều lên và chúng ta có thể đánh cả chiều xuống. Đó, và cái việc và Hùng rất là thích cái thị trường này, bởi vì thị trường Forex là một cái thị trường người ta bảo là một con quái vật khổng lồ. Khi nó đã trở thành một quái vật khổng lồ thì cái bàn tay thao túng thị trường ở đằng trong đấy nó có, tất nhiên là nó ít xảy ra, và dẫn đến cái việc là như thế thì cái cơ hội sống sót của chúng ta, cái cơ hội mà để tìm kiếm đầu tư trên thị trường Forex hoàn toàn có. Và làm sao để chúng ta sinh tồn được và chúng ta tồn tại được thì đấy là lại là một cái câu chuyện nó hoàn toàn tương tự như là thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên thị trường chứng khoán Việt Nam các anh chị cũng có thể thấy rằng là hầu như 95% nhà đầu tư là thua lỗ, chỉ có 5% nhà đầu tư là họ có chiến thuật, họ có những cái nền tảng kiến thức thì họ mới tồn tại được ở trên thị trường và họ chiến thắng. Vậy thì trên thị trường Forex nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Nếu chúng ta có được một cái nền tảng kiến thức tốt thì như thế thì mới có thể chiến thắng lại được với thị trường. Còn nếu như chúng ta không có được những cái nền tảng kiến thức tốt thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ bị thua trận ở trên cái thị trường Forex. Và như thế khi mà chúng ta bị thua thì chúng ta lại đổ lỗi cho rằng là thị trường, đổ lỗi cho rằng đấy là lừa đảo, đấy là bất chính, vân vân và vân vân. Thì đấy là Hùng Lê vẫn khuyên các anh chị là chúng ta hãy nên nhận lỗi về mình, và từ những cái lỗi đó, từ những cái sai lầm đó thì để chúng ta có thể lần sau chúng ta có thể trending một cách tốt hơn. Ok, đấy là những chia sẻ của Hùng Lê. Và phần thứ ba trong cái bản điểm tin ngày hôm nay, đấy là chúng ta sẽ cùng phân tích lại những cái mã cổ phiếu ở trong tuần trước và những cái mã cổ phiếu mới ở trong tuần này. Thì trong tuần này gần như Hùng Lê không có mở thêm các mã cổ phiếu mua mới, mà Hùng Lê chỉ tập trung những cái mã cổ phiếu đã phân tích rất sâu và rất dài xuyên suốt trong cái quãng thời gian vừa qua. Ok, đầu tiên thì Hùng sẽ phân tích lại cổ phiếu SGS. Đối với SGS, sau khi hoàn thành cái target mà Hùng đã phân tích ở đây, đấy là quanh khoảng nền 22.5 đến nền 23, thì Hùng Lê tiếp tục bẻ kịch bản tiếp theo của SGS. SGS sẽ có những cái phiên để đẩy và vượt thoát lại ở quanh cái vùng 2 đây. Các anh chị có thể nhìn thấy, đấy là vùng 22.5. Từ vùng 22.5 này thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục hình thành đi lên để hoàn thiện cái target Hùng đang phân tích ở đây, đấy là quanh nền giá 25.5 đến khoảng nền giá 26, quanh nền 25.5 đến khoảng nền giá 26. Thì như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là những cái xu thế hiện tại của SGS đều đang rất là đẹp, tức là về thiên về kỹ thuật là SGS đang đi rất là đúng sóng và rất là đẹp đó. Chỉnh về vùng này thì sau khi chỉnh về vùng này thì Hùng tiếp tục phân tích để có thể chỉnh để cổ phiếu này tiếp tục đi lên. Và cái việc là trong hai phiên cuối tuần SGS đã không thủng vùng 22.5 và ngược lại còn đánh về vùng 23.7, như thế một tín hiệu rất là tốt đối với cổ phiếu SGS. Điểm mua đối với cổ phiếu này thì không còn. Nếu chúng ta mua, chúng ta phải mua ở quanh vùng 22.5 khi có những tín hiệu cổ phiếu đánh vượt thoát đi lên. Ở cổ phiếu tiếp theo Nam Long. Đối với Nam Long là một trong những mã cổ phiếu khá là chiến lược mà Hùng Lê đã theo dõi cổ phiếu này vận động trong một quãng thời gian rất là dài và đã phân tích và khuyến nghị cho các anh chị đầu tư.
ở quanh nền giá 26.5 và đến nền 27.3. Đấy là cái nền mà chúng ta có thể mua, có thể mua đối với mã cổ phiếu này. Và các anh chị có thể thấy được là khi chúng ta tuân thủ kỷ luật và khi chúng ta tìm kiếm được những cái điểm mua tốt, thì rõ ràng một điều là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái lợi nhuận của chúng ta sẽ đến và chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Đó. Và với Nam Long thì các anh chị hoàn toàn có thể, trong tuần vừa qua các anh chị có thể hoàn toàn mua được ở quanh vùng giá ở đây. Đây là quanh vùng giá 27. 27 chúng ta có thể mở mua gom đó, bởi vì tín hiệu tuần trước là rất tốt, thậm chí là chúng ta có thể mua ở ngưỡng trên, đúng không ạ? Vùng 27.3, ok. 27 đến 27.3 nó chỉ là 3 line, nó không có vấn đề gì cả. Xin lỗi cả nhà. Nó không có vấn đề gì cả. Vấn đề quan trọng nhất đấy là cái điểm mua của chúng ta tốt và chúng ta quản trị những cái rủi ro, những cái vị thế. Thì như thế là hôm nay là cổ phiếu Nam Long đã có một cái nhịp đánh lên rất là mạnh trong phiên cuối tuần. Và cổ phiếu này sẽ về vùng 29. Và tại vùng 29 này thì cổ phiếu có thể sẽ lình xình đi ngang một tí. Ở trên góc độ phân tích kỹ thuật hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy rằng xu thế của cổ phiếu Nam Long đang rất là tốt. Nam Long đang rất là tốt và nếu mà xét về lý thuyết sóng thì chúng ta có thể thấy rằng là Nam Long đã hoàn thành sóng chỉnh 1, sóng hồi 2, sóng chỉnh 3. Và sóng chỉnh 3 tại đây là Nam Long đã về vùng 25.5. 25.5 tương đương với khoảng Fibo 78.6%, rất là ok, rất là tuyệt vời. Và những tín hiệu hiện tại của Nam Long thì Hùng đang rất là thích. Và Nam Long cũng là một mã cổ phiếu đầu tư chiến lược. Còn điểm mua thì Hùng đã khuyến nghị rồi, các anh chị có thể cân nhắc để có thể tham gia. Đối với SDI cũng là một trong những mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã liên tục phân tích, bởi vì đây là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đánh giá rằng một khi cái tính đầu cơ nó đã được kích hoạt thì cái việc đầu cơ của mã cổ phiếu này cũng rất là cao. Và cái vùng mà Hùng có phân tích ở đây khoảng là test chỉnh về quanh vùng 59.5. Trong cái nhịp trước 59.5, và từ cái vùng này thì có thể cổ phiếu sẽ tích lũy và vượt thoát đi lên. Và Hùng vẫn đề cập đến cái vùng target của SDI, đấy là quanh vùng 75 đến vùng 80. Thì có thể là vùng 75 đến vùng 80 thì chúng ta sẽ cùng chờ. Và cái việc là SDI cần phải lấy lại, các anh chị lưu ý là có thể sang tuần nếu như để cơ hội mà cổ phiếu này đi tiếp thì vùng 67.5. 67.5 cổ phiếu cần phải đánh vượt qua với vol đạt khoảng tầm từ 100.000 cổ phiếu trở lên. Các anh chị lưu ý khoảng tầm tức là một phiên tương tự như này và đánh vượt thoát vùng này thì như thế xu thế đi lên của cổ phiếu SDI là hoàn toàn khả thi. Và một số các anh chị em ở trong team thì đang nắm giữ cổ phiếu SDI. PDR. Đối với PDR, đúng không ạ? Hùng đã có một cái nền ở đây, đấy là nền khoảng quanh nền 27.3 đến nền 27.7, đấy là cái nền tích lũy của cổ phiếu sau khi mà Hùng Lê nhận thấy các cái nhịp rũ bỏ. Và đối với cổ phiếu này thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị có thể xem xét giải ngân ở quanh vùng 27.5, đấy là vùng thăm dò. Và mục tiêu của cổ phiếu này thì vẫn là mục tiêu sẽ tiệm cận lại đến vùng 30 đến vùng 31 ở đây. Vùng 30 đến vùng 31 ở đây. Tuy nhiên cái việc là cổ phiếu này đã có một tuần lình xình neo ở trên vùng giá 28.5 thì sang tuần tới cổ phiếu này cần phải có một phiên để đánh vượt thoát khỏi vùng 29. Sẽ cần có một phiên đánh vượt thoát vùng 29 thì như thế là cái dư địa đi lên của cổ phiếu nó sẽ đấy, có một phiên đánh vượt thoát lên vùng 29 như này thì như thế là cái xu thế đi lên của cổ phiếu sẽ được tiếp tục được xác lập. Với điểm mua thì Hùng đã khuyến nghị ở vùng 27.5. Các anh chị có thể lưu ý lại. VRE thì đối với VRE lúc nãy Hùng đã phân tích rồi. VRE nếu không thủng vùng 35 thì dư địa để đi lên. Những cái phiên test của VRE ở đây Hùng đang đánh giá rất là tích cực. Và việc mà VRE đã đóng cửa phiên cốt kết tuần ở quanh vùng 30, tức là trên vùng 35.5, các anh chị 35.5 là thực sự là tích cực, tức là VRE đã có những phiên test trả lại 1/2 cây nến xanh mạnh ở trước đó ở vùng 35.5 và không thủng thì dư địa đi lên của cổ phiếu là còn. Đối với VRE các anh chị tiếp tục nắm giữ để có thể chốt ở những cái vùng cao hơn. KBC, đối với KBC, trong những bản tin phân tích tuần trước thì Hùng có đề cập đến việc là KBC cần phải lấy lại vùng 14.8 đến vùng 15.
Để làm gì ạ? Để có thể đi về được đến vùng target Hùng Lê đang phân tích ở đây của KBC, đấy là vùng 17, thì rất là tuyệt vời. Trong 2 tuần vừa qua, trong 2 tuần vừa qua thì KBC đã lấy lại được, đã lấy lại được cái vùng, đã lấy lại được, các anh chị lưu ý, đã lấy lại được vùng giá 15. Và khi mà cổ phiếu này lấy lại được vùng giá 15 thì cái cơ hội để cổ phiếu đi tiếp là còn, và chúng ta sẽ chờ những cái phiên để dòng tiền kích hoạt trở lại đối với mã cổ phiếu này và đánh vượt thoát lại vùng 15.5 và thậm chí là đánh vượt về vùng 16. Thì như thế là xu thế tiếp tăng tiếp theo của cổ phiếu lại được xác lập, và vùng giá 15 vẫn là một cái điểm nhấn đối với mã cổ phiếu này. Anh chị lưu ý giúp Hùng Lê. HBC. Đối với HBC thì Hùng đã có một cái vùng nền ở đây, đấy là khoảng quanh vùng 18 đến 18.5. Đấy là cái vùng mà chúng ta có thể mở các cái điểm mua thăm dò. Trong tuần thì HBC cũng đã có một nhịp đánh lên tiệm cận đến vùng 19.4. Tuy nhiên xu thế hiện tại của HBC thì Hùng lại đang đánh giá là không ổn. Không ổn ở trên hai góc độ. Thứ nhất là HBC lại bắt đầu tiệm cận lại về đến cái vùng này. Tiệm cận đến vùng này tức là khoảng vùng 20 là cái vùng cản cũng khá là dày. Khá là dài thì thường khi chạm đến cái vùng này thì cổ phiếu nó sẽ rất ít khi mà khó, trừ khi phải có một cái dòng tiền rất là mạnh để đánh hút cổ phiếu này vượt thoát vùng 20.5 thì như thế thì nó mới tốt, chứ còn hiện tại thì Hùng đang thấy xu thế của cổ phiếu HBC thì nó lại không được happy. CTG Hùng đã phân tích rồi, ok, PVS, PVD đã phân tích rồi, còn PVX chúng ta quên mất một mã cổ phiếu, PLX, xin lỗi cả nhà. Đối với PLX, đúng không ạ? Đối với PLX, đây, cái phương pháp phân tích của Hùng Lê khá là đơn giản, không có gì nó phải đau đầu và không có gì nó phải quá là phức tạp. Đây là một cái nền tích lũy cấp 2 của cổ phiếu này, vùng giá 57 đến vùng giá 59. Khi mà cổ phiếu này về ở trong, nằm ở trong vùng này, tức là một vùng đi ngang. Và khi cổ phiếu có những cái xu thế tín hiệu đâm thủng cái vùng trên, thì như thế là cổ phiếu lại có một cái xu thế để tăng tiếp vào đây. Đây là trong tuần vừa qua thì trong phiên thứ 6 tuần trước, đúng không ạ? Phiên thứ 6 tuần trước thì Hùng có đề cập đến đây, đấy, quanh vùng giá 59. Thì nếu cổ phiếu này vẫn tích lũy được ở trên vùng giá 59 thì như thế là một cái xu thế đi lên sẽ rất là tốt. Trên góc độ phân tích hiện tại đối với cổ phiếu PLX thì chúng ta có thể thấy rằng là PLX sẽ có một cái nhịp hồi. Sẽ có nhịp hồi, xu thế tăng giá đang được thiết lập khi mà dòng tiền được kích hoạt. Và nhịp hồi về đâu thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải chờ PLX hồi về lại. Cần PLX hồi về lại cái vùng đỉnh cũ ở đây, khoảng quanh vùng giá, đây là khoảng quanh vùng giá 63.5. Thì chúng ta sẽ chờ khi PLX về đến đây quanh vùng 63.5 để chúng ta xem cái phản ứng của nhà tạo lập đối với PLX như nào. Và nếu tại vùng 63.5 PLX tích lũy thành công và có một phiên đánh vượt thoát đi lên thì như thế là xu thế đi lên của PLX được xác lập, và khi đó thì target của PLX chúng ta sẽ tiếp tục phân tích, và như thế thì PLX sẽ đi lên ở một cái vùng target cao hơn. Đối với hai mã cổ phiếu hàng không NCT, đối với NCT thì Hùng vẫn đang tiếp tục quan sát mã cổ phiếu này, vẫn là một xu thế đi ngang ở quanh vùng khoảng vùng 70 đến vùng 73, chưa có gì để chúng ta đầu tư, nhưng đây là một mã cổ phiếu mà Hùng đưa vào tầm ngắm. HVN. Đối với HVN, vùng nền Hùng đã phân tích rồi, vùng 40.5 không gãy. Các anh chị lưu ý, vùng 40.5 không gãy thì cái cơ hội để cổ phiếu này tiếp tục vượt thoát đi lên để tiệm cận về vùng 45-46 là còn. Và trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng một cái tuần mà dòng tiền cũng đang bị cạn ở đối với mã cổ phiếu này và đang hình thành một cái nền tích lũy ở đây. Thì có thể là sang tuần tới sẽ có hai kịch bản đối với cổ phiếu HVN sẽ xảy ra. Kịch bản thứ nhất là có một dòng tiền đánh mạnh và vượt thoát về vùng 42, như thế thì xu thế tăng giá cổ phiếu sẽ được xác lập. Tuy nhiên, nếu nền giá 40.5 của cổ phiếu bị phá vỡ thì như thế HVN sẽ chuyển sang một pha xu thế xấu hơn, và các anh chị lưu ý để có thể chúng ta chủ động để hành động với thị trường. Chúng ta cùng qua mã cổ phiếu ngành thép. Đối với Hòa Phát, Hòa Phát thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị, đối với Hòa Phát đây là một mã cổ phiếu chủ lực và sẽ là một mã cổ phiếu mà chúng ta dành để chúng ta đánh, để chúng ta đầu tư, đánh để chúng ta đầu tư. Và cái nền mà chúng ta đang nghiên cứu và mở các điểm mua thăm dò ở đây, Hùng khuyến nghị các anh chị quanh vùng giá 31. Hiện tại thì dòng tiền lại đang bị cạn
đang bị cạn thì cũng có thể là các nhà đầu tư đang nhìn nghe ngóng các cái chỉ báo, nhưng mà lực hồi, Hùng đánh giá rằng lực hồi của HPG có thể sẽ hồi từ vùng 31. Và từ vùng 31 này thì lực hồi có thể sẽ chạm về được đến vùng đỉnh ở đây khoảng vùng 34. Và từ đây thì chúng ta sẽ xem các cái diễn biến tiếp theo của Hòa Phát. Tuy nhiên ở giai đoạn hiện tại chúng ta cũng thấy rằng dòng tiền vào Hòa Phát cũng khá là thất thường. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng cần phải cân nhắc rất là thận trọng. Nhưng đối với Hòa Phát thì Hùng vẫn đánh giá đây là một mã cổ phiếu chiến lược. TLH, một mã cổ phiếu trong danh mục của Hùng Lê. Đó, thì TLH vẫn đang một cái vùng lình xình đi ngang. Ok, cổ phiếu này có thể đi ngang một tuần nữa, hai tuần nữa Hùng Lê không có quan tâm. Và cái việc là Hùng vẫn luôn đặt cho nó một cái ngưỡng, đấy là 5.25 và 5.56. Đấy là cái ngưỡng mà cổ phiếu này có thể đi. Và nó đi đến bao giờ thì chúng ta sẽ chờ tiếp. Và khi có những cái tín hiệu tiếp theo như Hùng Lê đã chia sẻ ở đầu video thì chúng ta sẽ tiếp tục mở các cái điểm mua, gia tăng tỷ trọng và điểm mua hết đối với mã cổ phiếu này. Còn đối với TLH thì Hùng vẫn đánh giá rằng đây là một mã cổ phiếu có tính đầu cơ cực kỳ cao. Tính cổ phiếu đầu cơ cực kỳ cao, và khi nó đã chạy thì nó cũng sẽ có một cái mức tăng khoảng tầm, tức là ví dụ như ở đây đang ở vùng giá 5 thì ít nhất nó cũng sẽ phải chạy đến vùng giá 10 hoặc là vùng giá đâu đó nó trên 10 một tí. Như thế là cái mức chạy của TLH nó cũng sẽ có thể đạt được đến một mức 100%. Mà chúng ta cùng đi cổ phiếu nhà họ Viettel, VTP. Trong tuần trước thì Hùng có phân tích cái mã VTP và một cái nền ở đây, các anh chị cũng có thể xem lại, đấy là quanh vùng 193 đến vùng 200. Một trong hai yếu tố bị thủng thì như thế xu thế xấu của cổ phiếu sẽ được xác lập, và chúng ta thấy rằng đây là một phiên mà rất là nguy hiểm đối với Viettel Post. Và như thế rằng khi mà cái yếu tố này bị thủng đi thì cái xu thế giảm giá của cổ phiếu nó sẽ được xác lập kể từ đây. Và giảm về đâu thì đối với mã này cũng đã có một cái xu thế tăng lên rất là mạnh, và chúng ta cũng cần phải chờ, bởi vì đối với mã cổ phiếu VTP thì Hùng đã không có phân tích từ đầu rồi. Hùng chỉ điện đảm đảo qua để có thể các anh chị có thể có một cái góc nhìn tốt thôi. Đối với VGI thì Hùng đã trong cái nhịp chúng ta đã chốt lời rồi, và chúng ta Hùng có khuyến nghị chúng ta quan sát lại vùng 22. Thì hiện tại VGI đang đánh lại về vùng 25 và những tín hiệu này thì cũng đang khá là tốt, khá là ổn. Dòng tiền thì đang bị yếu đi. Đối với điểm hiện tại thì VGI không còn điểm mua, các anh chị lưu ý. Những anh chị nào mà đang còn nắm giữ VGI thì có thể canh vùng 26, vùng 26 đến vùng 26.5 để có thể hiện thực hóa lợi nhuận đối với mã cổ phiếu này. VTK, họ nhà Viettel. Ok, đối với VTK thì Hùng vẫn duy trì giữ nguyên quan điểm của Hùng Lê, đấy là chúng ta cần quan sát ở đây, ở cái ngưỡng ở đây khoảng quanh vùng 25. Nếu có cao thì sẽ là vùng 26.5, chỉ có như vậy thôi. Về đến vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, còn khi cổ phiếu đã chạy đi lên chúng ta hãy để cho nó đi, đừng giữ nó lại và cũng không phải cố đấm ăn xôi làm cái gì cả. Chúng ta còn rất nhiều những cái mã cổ phiếu đẹp. CTR. Ok, đây cũng là một mã cổ phiếu của họ nhà Viettel và vẫn giữ nguyên quan điểm, đấy là chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu này quanh vùng giá 22, chưa về đến vùng giá 22 thì thôi. Ngành dệt may VGT thì vẫn chưa có gì để chúng ta nói. VGT vẫn là một cái nền ở quanh vùng giá 12. 12.4 vẫn chưa bị thủng thì đấy vẫn đang là ok. Và dòng tiền tiếp tục bị mất hút thì như thế là chúng ta sẽ cần chờ khả năng thì sang thứ 2 hoặc thứ 3 tuần tới. Nếu như nhà tạo lập còn muốn đánh cổ phiếu này về đến vùng target ở đây khoảng quanh vùng giá 14, từ đây đến khoảng vùng giá 14 đến 14.5 thì tuần thứ 2 hoặc thứ 3 tuần tới sẽ phải có một cây nến xanh đánh vượt thoát cổ phiếu này về đến vùng 13. Anh chị lưu ý ở đây, cần phải đánh về như thế thì như thế là xu thế tăng sẽ được xác lập. Ngược lại, nếu như cổ phiếu này gãy ở khoảng vùng giá 12 đến 12.4 thì như thế là cổ phiếu sẽ bị xấu. Chúng ta luôn luôn theo những cái tín hiệu của cổ phiếu để chúng ta hành động. D2D, đối với D2D thì rất là tuyệt vời. Một số các anh chị của Hùng Lê đã có trong danh mục cổ phiếu D2D ở những phiên bắt đáy rất là đẹp ở quanh vùng giá 96.
khoảng giá 96. Thì trong tuần vừa qua D2D đã có một cái nhịp tăng rất là tốt, với điểm mua thì hiện tại không còn nữa, bởi vì gần như D2D đã có một cái nhịp chạy rất là tốt. Còn đối với target có thể đạt được của D2D, đây Hùng đã để sẵn ở đây rồi. Có thể từ đây D2D sẽ đánh chạm về vùng giá 130. Đâu đó khoảng tầm vùng giá 125. Ok, 125. Khoảng vùng giá 125 ở đây thì như thế thì là D2D vẫn còn có một cái nhịp nhịp tăng phía trước. Tuy nhiên điểm mua chúng ta sẽ không còn khuyến khích ở thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ chuyển qua một số cái mã cổ phiếu đầu cơ. Thì trên Zoom đúng không ạ, Hùng đã có chat ở đây. Đối với hàng đầu cơ thì chúng ta sẽ tập trung ở hai cái mã cổ phiếu khá là cơ bản Hùng Lê đang theo sát và cũng thường xuyên trending đối với mã cổ phiếu này. Đầu tiên đấy là TTF. Thì đối với TTF, Hùng tại sao Hùng lại giai đoạn này Hùng rất thích cổ phiếu TTF, và gần như Hùng đã vẽ ra đây một cái kịch bản. Các anh chị có thể thấy lại, xem lại những cái bản tin video của Hùng Lê, thì kịch bản là chỉnh lên đến vùng 4.5, chỉnh test trở lại và sau đó thì có thể đánh lên vùng 5. Thì đối với giai đoạn hiện tại đối với cổ phiếu TTF thì Hùng đánh giá đang khá là tốt, khá là ok. Tuy nhiên điểm mua thì các anh chị có thể là chúng ta có thể nhìn nhận ở cổ phiếu đầu cơ ở một góc độ, đó là Hùng đã nói rồi, đấy là những cái mã cổ phiếu chúng ta đánh để chúng ta đủ để uống cà phê, đủ để uống trà đá, chứ chúng ta đừng có ham hố. Bởi vì là những mã cổ phiếu đầu cơ thì sáng trần chiều sàn hoặc sáng sàn chiều trần, đấy là một câu chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên nếu chúng ta vào được những cái nhịp tốt, vào những cái điểm tốt thì chúng ta sẽ có một cơ hội sinh lời rất là nhanh, T cộng 3, ok, chúng ta sẽ có lãi. Nhưng vấn đề là chúng ta phải vào những cái điểm mua. Thì đợt trước Hùng đã trending một cái nhịp của cổ phiếu này ở vùng 3.7 và bán ở khoảng vùng hơn 3.9. Thì sau đó thì Hùng đang đặt lại ở vùng 3.5. Tuy nhiên vùng 3.5 thì trong những cái phiên này Hùng không có mua được, tức là nó chỉ chạm về đến vùng 3.5 thôi. Thì Hùng không có khớp được, thì sau đó thì Hùng chưa có mua lại được cổ phiếu này. Tuy nhiên đối với TTF, nếu như phiên ngày thứ hai ở vùng giá 4, hiện tại thì Hùng đang quan sát TTF ở vùng giá 4. Nếu vùng giá 4 mà cổ phiếu này đánh, Hùng sẽ quan sát ở đây và có những tín hiệu tốt thì chúng ta có thể sẽ mở mua cổ phiếu này ở vùng giá 4. Không sao cả, chúng ta mua cao, chúng ta bán cao. Tí nữa Hùng sẽ lấy ví dụ GEG cho các anh chị có thể thấy. Và một cái mã cổ phiếu thứ hai nữa là TGG. Đối với TGG đúng không ạ? Đây, anh chị có thể thấy được là đối với TGG thì Hùng đã dày công để Hùng quan sát cái mã cổ phiếu này ở vùng giá 2.75. Như trong cái bản tin phân tích trước Hùng có chia sẻ, nhưng mà Hùng không có cover được. Rất là tiếc, đến vùng giá 3 thì cũng không có mua được. Thì hôm vừa rồi thì Hùng có mua lại, đã về đến tài khoản rồi. Đâu đó giá trung bình 3.4 này, hiện tại là giá 3.8 đây. Đó, thì đang được lãi khoảng gần 10%. Các anh chị có thể thấy là như thế, tức là những cái cổ phiếu mang tính đầu cơ nó lãi rất là nhanh. Các anh chị có thể thấy rằng nếu như ở ACB lãi được 10% chầy chật và thậm chí còn lỗ, hoặc là BIT, hoặc là tất cả những mã cổ phiếu blue chip khác, nhưng đối với những mã cổ phiếu đầu cơ thì cái việc mà chúng ta lãi 10-20%, thậm chí 30% nó rất là nhanh. Tuy nhiên là mã cổ phiếu đầu cơ thì không chúng ta không sử dụng để làm giàu được, đúng không ạ? Và với quan điểm hiện tại của Hùng thì Hùng đang ngắm ở mã cổ phiếu này có thể TGG có thể chạm về vùng 6. 0.6 thì cũng phải tầm 5. Ở hai cái mức này khả năng là nhà tạo lập sẽ đánh chạm về hai vùng này. Và như thế là cũng sẽ có, nếu như đánh về vùng 5, từ 4 về vùng 5 đã là được khoảng tầm 25% rồi. Đó, chưa kể là những cái đoạn ở dưới này nữa. Đó, thì như thế là cổ phiếu đầu cơ, đối với đầu cơ thì nó rất là kinh khủng. Các anh chị có thể thấy là được nhìn là như vậy. Hoàng Anh Gia Lai hiện tại chưa có gì xuất sắc. HAG chưa có gì xuất sắc, vẫn là một nền tích lũy đi ngang ở quanh cái vùng đây thôi, quanh cái vùng 5.3. Vùng 5.3 chưa có gì xuất sắc. ITA, đối với ITA thì Hùng đang quan sát, hôm trước Hùng có chat ở trên Zoom, đấy là nền 3.3. Hùng đang quan sát ITA vận động ở quanh cái nền này như thế nào. Và nếu như tại cái vùng nền 3.3 này, cổ phiếu này tích lũy và vượt thoát thành công, thì như thế rằng chúng ta sẽ có một cái trend đánh dài hơn đối với mã cổ phiếu ITA.
Và đối với lúc nào mà có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt thì Hùng sẽ chat, Hùng sẽ up lên ở trên Zoom để cho tất cả chúng ta cùng theo dõi. Đối với ETA, Hùng đang quan sát rất kỹ ở quanh vùng 3.3 ở đây. CRE và QCG, chúng ta thử xem mã này xem nào, CRE. Ok, CRE đánh rất đấy, các anh chị có thể nhìn thấy hàng đầu cơ, nếu như chúng ta mua được đúng và trúng thì ok, còn nếu không đúng và trúng thì chúng ta cũng có thể sẽ bị thủng và sẽ bị lỗ rất là nhiều. QCG. Đối với QCG thì Hùng đang quan sát ở đây, nền giá 5.26 và vẫn là một trạng thái đi ngang. Có khả năng thì những yếu tố tạo lập sẽ bắt đầu xuất phát từ 5.26. Dòng tiền hiện tại đang khá là cạn và xu thế đi ngang vẫn tiếp tục được xác lập và tiếp diễn đối với cổ phiếu này, chưa có gì xuất sắc. DRC và VRC, chúng ta cùng xem lại DRC. Ok, DRC thì đã bị hỏng, tức là hỏng nền ở đây là nền 22. Phiên ngày hôm nay là một phiên gần như cổ phiếu này đã bị gãy rất là mạnh. VRC thì đối với VRC thì vẫn là một vùng tích lũy đi ngang. VRC thì vẫn là một vùng tích lũy đi ngang ở quanh vùng giá từ 16 đến vùng giá 17. Hiện tại chưa có những yếu tố đột biến và xuất sắc đối với mã cổ phiếu này. Một số các cái cổ phiếu vừa mới lên sàn, LMH, HVH, LMH chưa có những yếu tố đột biến, vẫn là một trạng thái lình xình đi ngang, vùng giá 11.5. HVH, đối với HVH thì như vậy là đã hoàn thành về đến target Hùng Lê phân tích, đấy là quanh vùng giá 25. Ngày hôm nay thì HVH đã đóng cửa vùng giá 24.95, tức là đã tiệm cận về đến đây, và như thế thì những yếu tố tạo lập của cổ phiếu này cực kỳ tốt. Các anh chị có thể thấy là như vậy đúng không ạ? Một cái trend lên rất là tuyệt vời đối với mã cổ phiếu HVH. Đối với HVH thường là chốt ở đâu đó khoảng vùng 23.9 đến vùng 24. Tuy nhiên sau khi chốt xong thì cổ phiếu này tiếp tục lên, không sao cả. Chúng ta sẽ lấy cái tiền đó để chúng ta quay vòng những mã cổ phiếu khác. SGC. SGC. Đối với SGC thì vẫn chưa có những cái điểm mua mới, vẫn chưa có những điểm mua mới, và mỗi những cái trạng thái như thế này thì Hùng cũng không có happy với mã cổ phiếu này. Ok, chúng ta sẽ đi sâu phân tích mã cổ phiếu chiến lược AAA. Đối với mã cổ phiếu chiến lược AAA thì Hùng đã phân tích cho các anh chị xuyên suốt các cái bản tin khi mà Hùng Lê đã nhận thấy rằng cái việc mà cổ phiếu A đã tạo đáy thành công ở quanh nền 14 đến nền 16 là rất là tuyệt vời, và đúng theo mô hình hai đáy ở đây, và sau đó A đã có những cái phiên đánh rũ, và hiện tại thì A đã đánh trong phiên ngày hôm nay. Trong phiên ngày hôm nay Hùng đánh giá rất là tuyệt vời khi mà A đã đánh vượt thoát được vùng 17. Trong tuần vừa qua thì AA đã đánh được vượt thoát được vùng 17, như thế là một tín hiệu cực kỳ tốt của cổ phiếu này. Và nếu chúng ta xét ở trên một cái trend xu thế dài hơn, đấy là trên trend xu thế đến tuần, thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng tất cả những yếu tố tạo lập của AA hiện tại đang là rất là tốt, và Hùng gần như Hùng đã mở hết điểm mua đối với mã cổ phiếu này. Và bây giờ Hùng chỉ chờ T cộng 2 nữa thôi, là có một số thì Hùng đã mua trước, thì có thể là T1, T2 gì đó nó sẽ về. Còn những mã cổ phiếu ngày hôm nay Hùng tiếp tục mua gia tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu AA, bởi vì nó có những tín hiệu rất đẹp ở trong phiên ngày hôm nay. Và trên những cái góc độ phân tích kỹ thuật hiện tại thì Hùng thấy rằng là cổ phiếu AA sẽ tiếp tục có một hành trình đi lên, và đi lên một cách rất là tuyệt vời. Thì đấy là một mã cổ phiếu chiến lược Hùng đã phân tích và khuyến nghị ở trên Zoom và cũng như trên các cái bản tin hàng tuần dành cho cộng đồng nhà đầu tư. Mã cổ phiếu thứ hai nữa là mã cổ phiếu KDF. Thì đối với KDF, Hùng đã phân tích trong cái bản tin lúc đầu, đấy là khi chúng ta thấy có những cái xu thế, thấy có những cái yếu tố bất thường, yếu tố nguy hiểm của cổ phiếu, thì chúng ta phải tạm rời bỏ cổ phiếu. Và bản thân khi Hùng bán KDF, bởi vì khi đó Hùng đã phân tích KDF sẽ tiệm cận về vùng 34 đến vùng 35, và khi chạm vùng 34 thì Hùng đã sẵn sàng trong mọi tư thế để bán, và Hùng đã bán ở phiên này 33.6. Các anh chị lúc nãy Hùng đã
cho các anh chị xem cái lịch sử rồi. Và sau khi bán xong thì nó đã có lúc nó xuống đến gần 30. Và sau đó thì đã có những phiên cover lại như này. Tuy nhiên cái việc cover lại như này thì Hùng sẽ tiếp tục quan sát và Hùng sẽ tiếp tục mở điểm mua đối với KDF. Tuy nhiên không phải ở giai đoạn hiện tại, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái sự vận động của mã cổ phiếu này để có thể cover lại. Ở đây, ở trên Zoom Hùng cũng có chat, tức là cổ phiếu chốt lời cover lại sẽ là VRE và KDF, thì chúng ta sẽ lưu ý những cái việc đó. Một mã cổ phiếu chiến lược thứ hai nữa, LCG. Đối với LCG thì Hùng đã phân tích rồi. Cái nền giá khuyến nghị cho các anh chị ở nền 10 đến 11 và cái vùng giá mà Hùng khuyến nghị các anh chị mua đó là quanh vùng 10.5. Ở đây 10.5 thì tùy cái cách quản trị rủi ro tài khoản danh mục của các anh chị để chúng ta có thể mua. Còn nếu chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ tổng thể đối với mã cổ phiếu LCG thì Hùng vẫn đánh giá rằng LCG đang bước vào một cái chen sóng rất là đẹp. Và mục tiêu của LCG ở trong nhịp này sẽ đánh tiệm cận về đến vùng 14 và đến vùng 15. Đấy là vùng giá mục tiêu của Hùng Lê. Còn việc cổ phiếu có đánh được về đến đó hay không thì chúng ta hàng tuần các anh chị lưu ý. Hàng tuần chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát cái cách vận động của cổ phiếu, quan sát để chúng ta xem được là liệu rằng cái sự vận động đó thì có đảm bảo được rằng là cổ phiếu sẽ tiếp tục đi lên không. Và nếu mà cổ phiếu không tiếp tục đi lên được thì ví dụ như về đến vùng 13 chúng ta thấy xấu thì chúng ta có thể ra hàng, đấy là câu chuyện rất bình thường. Đó, còn nếu chúng ta thấy có những tín hiệu tốt chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ để chúng ta có thể chốt lời ở những cái mức cao hơn, thì đó là cách mà Hùng Lê luôn làm. Ở phiên ngày hôm qua, LCG có một phiên tăng kịch trần để hút toàn bộ lại những cái phần cổ phiếu đã được kích hoạt ở đây, tức là đã được kích hoạt ở quanh vùng 10 đến vùng 19.5 thì gần như phiên ngày hôm qua đã hút hết toàn bộ. Và trong phiên ngày hôm nay thì có lúc LCG chạm vùng 12.5, tuy nhiên là sau đó thì cổ phiếu này đã không giữ được nhịp và đã trả về quanh đây khoảng vùng 11.8, thì Hùng đánh giá rằng chúng ta có thể là cổ phiếu này sẽ có thể test lại ở vùng 11.7. Có thể test lại ở vùng 11.7 thì chúng ta sẽ chờ, nhưng mà vùng 11.7 cũng sẽ là một cái điểm nhấn đối với mã LCG ở đây. Nó sẽ giúp cho chúng ta có được một góc nhìn về xu thế tiếp theo của cổ phiếu. Thêm một mã cổ phiếu chiến lược nữa, GEG. GEG Hùng đã có những cái bản khuyến nghị, có những cái bản khuyến nghị và phân tích cho các khuyến nghị các anh chị mua quanh vùng 19.6. Hùng đã chia sẻ trên bản tin video rồi, quanh vùng 19.6 tại những cái vùng này là Hùng đã phân tích cổ phiếu, nhưng mà vì lúc đó thì Hùng đang lo Hùng đang theo dõi cái mã cổ phiếu KDF, vì vậy nên là cái lúc mà cổ phiếu GEG và cổ phiếu KDF là Hùng khuyến nghị song song ở trên đồng thời ở trên Zoom. Thì khi đó Hùng đã cover được cổ phiếu KDF rồi, thì lúc đó thì cổ phiếu GEG có một phiên chạy rất mạnh thì Hùng đã không cover được cổ phiếu này. Thì như thế chúng ta cũng có thể thấy rằng là sau đó thì GEG đã có một hành trình đi lên từ vùng 19.3. Hùng cứ cho đi khoảng 20 đi, tối đa khoảng vùng 20 và hôm nay đã là 24.4. Thì đấy là một cái mức tăng rất là tốt so với mặt bằng chung của cổ phiếu ở trên thị trường. Và một điều cũng rất là tuyệt vời trong phiên ngày hôm nay, thì sau một phiên tăng mạnh của ngày hôm qua, thì trong phiên ngày hôm nay, ngày 5 tháng 4, thì GEG cũng đã có một mức tăng lên vùng 24.4, và việc cổ phiếu này sẽ tăng về đến đâu thì Hùng cũng có dự kiến khả năng với một cái lực đánh như thế này. Với một cái lực đánh như thế này thì khả năng là cổ phiếu này sẽ tiệm cận về đâu đó khoảng tầm vùng giá chắc chắn sẽ vượt 25. Đang tiên lượng ở đây khoảng vùng giá 27 khoảng vùng 26 đến vùng 27 đi, khả năng là cổ phiếu này sẽ đánh về đến đó. Và rõ ràng một điều là như thế thì cũng đang còn một mức tăng khá là tốt. Và những cái điểm mua sớm, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, những cái điểm mua sớm đã giúp cho Hùng Lê luôn luôn chủ động trong cái việc là chúng ta sẽ bán cổ phiếu và chúng ta sẽ hoàn toàn chủ động khi mà thị trường có những cái biến động bất thường. Thì đấy là những cái lưu ý. Thêm một mã cổ phiếu nữa, đấy là GVR, ok. GVR cũng là một mã cổ phiếu Hùng khuyến nghị đồng thời
À không, GVR là mã này là của mã mã tập đoàn của cao su không phải. Đối với mã GVR thì cũng đang thấy có một lực đánh tốt. Tuy nhiên Hùng đã cover cổ phiếu này và Hùng đã đẩy cổ phiếu này, đã bán cổ phiếu này đi bởi vì Hùng thấy có những cái tín hiệu nó không không được happy và không được tốt. Còn đối với hiện tại thì xu thế hiện tại thì vùng hỗ trợ của cổ phiếu này vẫn là 11.5, thì khả năng là vùng 11.5 này thì đối với cổ phiếu này thì Hùng Lê đã thất bại, nên vẫn dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ không không khuyến nghị để đầu tư cổ phiếu này nữa. GVR chúng ta sẽ bỏ cái mã cổ phiếu này đi. Dược Việt Nam, Dược Việt Nam thì chưa có gì cả, vẫn là một xu thế đi ngang. Ok, TDM, TDM. Đối với TDM thì hiện tại là chúng ta thấy rằng những anh chị nào chúng ta đang cầm TDM thì chúng ta phải hết sức là lưu tâm, phải hết sức là lưu tâm của TDM trong giai đoạn hiện tại. Khi mà trong phiên ngày hôm nay TDM đã thủng về vùng 29.5 thì chúng ta cũng có thể thấy là khả năng nếu nếu đúng về kỹ thuật thì khả năng cổ phiếu này sẽ đánh về đây. Các anh chị lưu ý giúp Hùng là hai những anh chị nào đang cầm mã cổ phiếu, xin lỗi cả nhà. Hình như là không phải 28, 28.5. Ở vùng 28.5 đây là một cái điểm nhấn đối với mã cổ phiếu này. Nếu như cổ phiếu này khi chạm về đây và sau đó thì sau đó có những cái nhịp vượt thoát đi lên thì như thế là cái dư địa để đi lên nó vẫn còn. Còn nếu thủng vùng này chúng ta sẽ xem xét để chúng ta tất toán đối với TDM. Một cổ phiếu mà Hùng đang ngắm tiếp theo đưa vào tầm ngắm đấy là cổ phiếu KDC. Và tại sao lại ngắm cổ phiếu này? Bởi vì Hùng thấy rằng KDC đã có một nhịp chỉnh và có một cái nhịp hình thành ở đây và cổ phiếu này thì cũng đang đưa vào tầm ngắm thôi, còn chưa phải là chúng ta mở điểm mua, nhưng cổ phiếu này sẽ đưa vào danh mục theo dõi và từ danh mục theo dõi thì sẽ biến thành những cái điểm mua, thì những cái điểm mua thì chúng ta sẽ chat ở trên room. Trong tuần vừa qua có một mã cổ phiếu FPT, một số các anh chị cũng có nhắn tin Zalo cho Hùng Lê để hỏi xem cổ phiếu FPT hiện tại như thế nào. Thì đối với quan điểm về kỹ thuật thì FPT đã có một nhịp tăng tốt, đã đánh được thủng vùng giá 46, như thế khá là tốt. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta mở điểm mua hiện tại thì Hùng Lê khuyến nghị là chúng ta không nên nữa, bởi vì chúng ta đã bị chậm T, chúng ta bị chậm T và chúng ta bị chậm giá. Khi bị chậm T và chậm giá thì dẫn đến một việc là chúng ta sẽ gặp rất nhiều bất lợi trong quá trình đầu tư. Đơn giản chỉ có như vậy thôi. Và khi những mã cổ phiếu nó đã chạy như thế này rồi thì Hùng Lê cũng và Hùng Lê đánh giá rằng cái lực lực đi của cổ phiếu nó không 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 happy thì Hùng Lê không có đầu tư. Còn những anh chị nào mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta có thể xem để chốt lời được ở đâu. Chúng ta sẽ có thể xem để chúng ta có thể chốt lời được ở đâu thì Hùng đánh giá rằng có thể là trong nhịp này thì sẽ chạm về khoảng vùng giá 50 đến vùng giá 51. Khả năng thì đây khả năng thì sẽ chạm về đến đây. Đây là cái target mà Hùng đặt ra cho mã cổ phiếu này, đánh từ một nhịp đây. Ok, đánh từ một nhịp ở khoảng vùng 42 đến vùng giá 50. Như vậy là cũng được khoảng tầm 25%. Những anh chị nào mua được ở vùng đấy khoảng được tầm 20 đến 25%. Ok. Ok, như vậy là chúng ta đã kết thúc toàn bộ các cái mã cổ phiếu mạnh, các cái mã cổ phiếu chiến lược mà Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị đầu tư trên Zoom, cũng như qua các cái bản tin thị trường hàng tuần thì Hùng có đề cập. Và để tham gia cái Zoom phân tích chuyên sâu thì Hùng Lê cũng xin mời các anh chị về mở tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc là mở tài khoản tại công ty chứng khoán Tân Việt để chúng ta có thể tham gia những cái hỗ trợ chuyên sâu của Hùng Lê ở trên kênh Zalo 0968 279 555. Đồng thời chúng ta cũng có thể xem các cái bản tin của Hùng Lê ở trên kênh YouTube Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Thì hiện tại là chúng ta đã có 1.716 anh chị em đăng ký kênh. Thì Hùng Lê cũng hy vọng rằng là với những giá trị và những kiến thức của Hùng Lê chia sẻ cho cộng đồng nhà đầu tư thì chúng ta xem và chúng ta có thể xem đó là một cái góc nhìn về thị trường, góc nhìn về cổ phiếu, lấy những cái thông tin đó để làm những cái thông tin tham khảo trong cái quyết định đầu tư của mình. Còn quyết định mua bán hay quyết định hành động như nào ở trên tài khoản của quý anh chị nhà đầu tư thì đấy là quyết định của các bạn. Và Hùng Lê cũng mong muốn rằng cộng đồng nhà đầu tư cũng sẽ luôn luôn ủng hộ Hùng Lê
like video, share những cái bản tin video của Hùng Lê đến với cộng đồng nhà đầu tư, cũng như là đăng ký kênh để chúng ta cùng đồng hành, cùng xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư ngày càng lớn mạnh. Và những cái chia sẻ của Hùng Lê, bên cạnh cái việc là Hùng Lê đã chia sẻ về thị trường chứng khoán Việt Nam, thì tham vọng tiếp theo của Hùng Lê là Hùng Lê sẽ tiếp tục test các cái bộ chỉ báo, test các cái kỹ thuật từ chứng khoán Việt Nam mà để test sang được ở chứng khoán ở Forex. Và Hùng Lê sẽ sau khi mà Hùng Lê đã test thành công và có được những cái kiến thức kinh nghiệm thực tế ở trên thị trường này, thì Hùng Lê sẽ cũng sẽ mời các anh chị của chúng ta cũng sẽ về đây để chúng ta cùng chiến đấu. Ok, bản điểm tin tuần đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong các